Thân mến, chào mừng các bạn. Chúng ta tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh cùng Mr. Long Linh. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục phần B là phần Ask and Answer, là hỏi và trả lời. Rồi các bạn để ý, phần B của cái nội dung này là nội dung Let's Build trong Unit 3 của chúng ta các bạn nhé. Rồi, vậy thì phần B này chúng ta sẽ bắt đầu với điều nào? Phần B này chúng ta sẽ có hai dạng câu hỏi rất là hay. Và Mr. Long Linh sẽ giúp các bạn hiểu hai dạng câu hỏi đó và trả lời các dạng câu hỏi đó nha. Đầu tiên, câu hỏi thứ nhất là What's this? What's this? Là đây là cái gì? Trả lời câu hỏi đây là cái gì thì các bạn chỉ cần trả lời Is a. Ví dụ trong trường hợp này đây là cây thước đúng không? Cây thước thì chúng ta sẽ trả lời là It's a ruler, đúng không nào? Ví dụ tí nữa các bạn sẽ nghe người ta hỏi What's this? Nếu số 2 này đây là cuốn vở đúng không các bạn? Hay là cuốn sách, hình như cuốn vở. Thầy Mr. Lulin thấy không rõ lắm, nhưng nó là cuốn vở ghi chép. Thì người ta sẽ trả lời là It's a notebook. Đó, các bạn nhỏ nhớ những cái từ vựng ở các cái video trước Mr. Lulin đã quay cho các bạn nhỏ xem rồi đúng không nào? Đó, đây là notebook. Và số 3 là quả địa cầu. Các bạn nhớ quả địa cầu trong các bài trước Mr. Long Linh giúp các bạn hiểu chưa? Đọc là gì? Globe. Đúng không các bạn? Globe. Đúng không nào? Và cuối cùng đây là cái hộp bút chì. Hộp bút chì các bạn đọc là pencil case. Đó. Tí nữa các bạn nhỏ sẽ nghe và các bạn nghe câu hỏi và nghe câu trả lời luôn ha. Đó là với trường hợp hỏi đây là cái gì? Thì chúng ta trả lời như thế. Còn câu hỏi thứ hai là hỏi về số nhiều nữa các bạn nhỏ ơi. Từ 5, 6, 7, 8 này. Đó, đây là 1, 2, 3, 4 là số ít. 5, 6, 7, 8 là số nhiều. Thì số nhiều chúng ta sẽ hỏi là sao? What are these? What are these? Thì đây là những cái gì? Thì trả lời cho câu hỏi đây là những cái gì? Thì các bạn chỉ cần trả lời there. Rồi ghi cái số nhiều cái chữ đó vào. There are pencils. Đây, nhiều cây bút chì này các bạn nhỏ thấy chưa? Nhiều cây bút chì các bạn trả lời là there are pencils. Đó. Rồi, các bạn hình dung được chưa? Còn ví dụ chỗ này là nhiều cây bút chì thì các bạn nói như vậy. There are pencils. Cái này là nhiều cây bút lông thì chúng ta sẽ nói là gì? Nhiều cây, đây, số 6 là nhiều cây bút chì màu thì chúng ta sẽ nói là there are crayon. Đúng không nào? Nhiều cục tẩy. There are crayons, đúng không nào? Và nhiều cây bút lông, there are markers. Đó, tí nữa các bạn sẽ nghe tất cả những chữ này, các từ vựng, các vật này các bạn đã được học hết rồi đúng không nào? Rồi, bây giờ mời các bạn chúng ta bắt đầu lắng nghe nha. Lắng nghe và chúng ta nói theo, chúng ta hiểu người ta đang nói điều gì nha. Track 70 B. Ask and answer. What's this? It's a ruler. What are these? They're pencils. Track 71. Ask your part. Rồi, như vậy là phần tập bài tập này á, bài tập B này á, là người ta chỉ có hỏi một câu hỏi này và một câu trả lời này thôi. Và một câu hỏi số nhiều và một câu trả lời số nhiều này thôi. Tất cả những cái trường hợp còn lại các bạn có thể giao tiếp nói chuyện với bạn trong lớp của mình đúng không nào? Số ít thì chúng ta hỏi What's this? Số nhiều chúng ta hỏi What are these? Đó. Rồi các bạn trả lời. Nếu số ít, nếu là thức cái kẻ là thức kẻ là ruler, it's a ruler. Còn nếu nó là cái hộp bút chì là it's a pencil case. Đó. Rồi tất cả những từ vựng này các bạn cũng biết. Rồi đúng nào? Tương tự số nhiều cũng vậy. What are these? Đây là những cái gì? They are pencils. Hay là they are crayons. Đúng không? They are erasers. They are markers. Đó, các bạn đều biết những từ vựng này hết rồi đúng không nào? Rồi cảm ơn các bạn nhỏ. Hẹn các bạn nhỏ video tiếp theo ha.